ghế bên trái luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mời bạn trai nói trước. Dạ em là Lê Hoàng Long. Dạ em 31 tuổi, là hiện ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là ở nông dân trồng thanh long. Trồng được nhiều không? Dạ cũng ít. Bao nhiêu gốc? 200 gốc. Rồi mình làm một mình hay là làm có ai phụ? Làm một mình. Ủa nhưng mà em là đang sống với ai? Sống với ba mẹ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em Trần Thị Ngọc Nhung, 31 tuổi, ở Long An Cần Giuộc. Hiện giờ đang làm công việc gì? Bán vé số. Long An luôn. Ủa hai người hỏi nhau vài câu coi mình có ở gần nhau không? Dạ, và cách cũng xa, hai con sông ạ. À, mình bán lẻ hay là mình bán sao? Dạ, bán lẻ. Bán lẻ. Rồi có khi nào trúng số chưa? Trúng số nhỏ nhỏ thì có trúng. Trúng số nhỏ có trúng rồi ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, của em là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê vậy. Giỏi dữ vậy, rồi cả ngày mần trồng thanh long là mà mất nhiều. Dạ, tối ngày ôm gốc thanh long. Tối nằm thư giãn. Thư giãn? Nghe nhạc à? Nghe nhạc, nghe thể loại nhạc gì? Trữ tình. Hát thử đoạn được không? Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay và búi ngà nghiêng. Bình minh nên tươi sáng, bài chơi nhẹ cái con. Rồi, hết được rồi. Trời ơi. Điểm yếu của em là hơi nóng tính tí. Nóng thì thôi chứ không có lâu. Đó giờ có quýnh ai chưa? Dạ chưa quýnh ai. Nóng là mình nóng với ai? Giờ mình làm bằng gì có một mình à, rồi nóng với ai? Thì đôi khi cũng lâu lâu tâm trạng cũng hơi buồn, hơi giận thôi chứ không có nóng gì. Rồi, thế bên em sao? Gì? Em thì không biết nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Thích nấu, mà có nấu không? Dạ cũng ở nhà cũng nấu. Nấu được món gì? Dạ nấu canh chua. Canh chua? Cá kho, thịt kho. Rồi ai ăn? Mẹ em ăn. Mẹ có ý kiến gì không? Mẹ nói sao? Mẹ không chịu ăn nữa, mẹ ăn chay rồi. À vậy hả? Rồi nấu mà không ai ăn rồi sao có cảm hứng được? Dạ hay... cho con trai ăn. Ồ có con trai rồi hả? Rồi vậy cái tình trường em như thế nào em nói luôn đi. Hồi đó có quen và cưới một lần rồi ly hôn, nay cũng 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi? Không có liên quan gì nữa hết. Lúc đó mình cái hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Dạ được một năm mấy. Lý do sao chia tay em? Người ta chê hoàn cảnh nghèo khó quá. Ủa ta chê gì? Lúc ta quen mình là người ta biết rồi chứ đâu phải là người ta... Lúc mà quen ấy là có nói về hoàn cảnh, cũng cho biết mặt gia đình luôn rồi. Mà đồng ý cưới, mà tới khi mà cưới xong được năm mấy thì chợt nghĩ về tới lúc mà có con rồi, cái nói ra là gia đình giờ khó khăn quá, không chịu nữa. Đã khó khăn rồi mà một mình đơn thân nuôi con chắc là cực lắm ha. Dạ. Năm nay con là mấy tuổi? Dạ tính chưa vậy, 9 tuổi rưỡi rồi. 9 tuổi rưỡi rồi. Rồi 8-9 năm nay, 7-8 năm nay lý do gì mà không quen ai? À, thấy buồn quá, không thích quen ai nhá. Người có thì cũng để ý nhưng mà cái không có suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà hiện tại chị hỏi thiệt là giờ cái cuộc sống trong gia đình em là đã ổn định chưa? Nói chung ổn định thì con không ổn định gì mấy, nhưng mà cũng tự lập chứ không có nhờ giả ai hết. À, đang sống với ba mẹ luôn hả? Dạ, ba... ở với mẹ. Dạ ba mất rồi. Mình không kiếm cái công việc gì ở nhà, mình mà mua bán gì ở nhà thì... đó, hồi đó có đi làm công nhân, hồi trẻ thì đi làm công nhân, nhưng mà về sau á cái sức khỏe không có tốt á, giờ quay qua đi bán cái nghề này luôn, nuôi con luôn. Với là... ngày bán mấy tiếng? Ngày bán một buổi. Một buổi thôi? Dạ, buổi thường chiều thường... về lo cho con. À, rồi thu nhập vậy rồi có đủ lo cho ba cháu không? Dạ cũng đủ. Rồi còn bên mình thì sao? Tình trường mình sao? Dạ em cũng đã có gia đình và được một bé 8 tuổi. Ồ vậy hả? Bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái và bé ở với ai? Dạ bé ở với mẹ. Bé ở với mẹ. Dạ. Rồi mình có thăm nom gì không? Qua lại gì dạ, không? Dạ ít lắm. Ít lắm. Lý do sao không thăm nom, không qua lại? Thì tại lúc trước nói chuyện là lúc là ít có qua lại đó. Em không có đi thăm. Rồi cũng không nhớ con luôn, không có liên lạc gì với con luôn. Dạ. Trời ơi, chia tay bao nhiêu năm rồi? Dạ, chia tay nay 7 năm rồi. Lý do sao chia tay? Là hồi đó còn trẻ quá, nên nóng tính, có cãi nhau á. Vợ đưa đơn ly hôn. Vợ ly hôn? Dạ. Bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay rồi, không có mối tình nào khác nữa không? Dạ, không có. Giờ chỉ đâu làm thôi. Với lại là không chưa muốn. Rồi lý do sao nay muốn? Nay thì nói chung là lớn thì cũng muốn. Thấy cái hoàn cảnh của này, thí dụ có đứa con vậy thì em có ngại gì không? Dạ không có gì hết. Còn nếu giả tỷ giờ em thành với cô bên này á thì ở chung là có con của cổ ở chung nữa thì em có ngại gì không? Dạ chắc được. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết lắng nghe, biết chia sẻ, thương yêu vợ con là được. Còn em có cái
mẫu người lý tưởng của mình không? Em muốn lấy một người như thế nào? Dạ, bình thường thôi. Dễ nhìn là được rồi. Biết lo chăm sóc gia đình là được. Bé này xinh lắm. Đó, cuộc sống hơi cực, hơi vất vả một chút thôi. Em có ngại không? Dạ không. Cực khổ em chịu được, làm được. Rồi. Bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Chị cơ bản là chị nhìn thấy cặp đôi này là được đó. Thứ nhất là cũng gần nhà, cùng quê. Mình có dọn về ở chung nhau cũng dễ. Anh ở với em cũng dễ, mà em ở với anh cũng dễ, sao cũng được hết. Chị Tường hy vọng như vậy nha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim nha. Và chị Tường sẽ mở cửa ra. Mở cửa trái tim. Chào bà. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Em ở gần Dũng, em ở xã nào? Dạ em ở xã Phước Hậu. Dạ biết rồi. Anh ở đâu? Ở bên Châu Thành. Em có nghe nói. Rồi bây giờ giả tỷ nè, ví dụ như mình lấy nhau nè, em có làm dâu được không? Dạ được. Con với mẹ thì định sao? Thuận tiện thì cho con đi theo, còn không thuận thì gửi mẹ vài năm rồi sau đó mẹ có giống như mẹ không còn khả năng giữ nữa, mình giữ. Rồi thí dụ hai mẹ con đi theo là để mẹ ở nhà một mình được không? Mẹ sức khỏe mẹ lo một mình được không? Mẹ thì ở nhà mình được. Được đúng không? Dạ. Còn em sao? Ví dụ mà ổn được á thì em mà muốn là bắt dâu hay là em muốn đỡ rể? Bắt dâu. Bắt dâu à? Rồi muốn bắt dâu trước tiên nè. Trời ơi, nông dân thiệt tình đúng không? Tặng anh công thức anh làm, tặng em làm kỷ niệm ăn cho thơm đẹp da. Dạ em cảm ơn anh. Thanh Long ăn đúng rồi, Thanh Long làm kỷ niệm gì ông? Ơi, cái này là Thanh Long nhà chồng luôn hay là mua? Dạ, Thanh Long nhà chồng. Nhà chồng luôn đó. Dạ. Chào, chín trái bự quá em ha. Em có một vấn đề. Em có một vấn đề rồi, vấn đề gì? Em về quà của anh á, là với là của chị là em quên đem theo. Này bây giờ phải có món quà gì tặng ảnh. Dạ, em có một bài hát để mà tặng cho anh thôi. Có bài hát tặng anh, rồi vỗ tay cho em gái nè. Nếu có anh em sẽ là người hạnh phúc nhất. Nếu có anh em sẽ là bờ vai vững chắc nhất. Nếu có anh em sẽ là niềm tin của anh. Ủa sao bài hát chị nghe lạ quá vậy? Em tự sáng tác. Sáng tác hồi nào? Dạ lúc mà thơ chương trình thông báo em là em thức nguyên đêm đó em tự viết ra luôn. Trời ơi dễ thương ghê chưa. Còn một bài nữa. Có hát luôn không? Dạ. Trời ơi anh đó. Hát đi, tại cái này anh hát hay hơn. Viết ra chương trình mời lên là viết ra liền, mấy lời đó là chân thành lắm á. Nếu Tết này không có anh, ai sẽ đưa em dạo phố phường? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em đón giao thừa? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em chúc Tết ông bà? Nếu sau này không có anh, ai sẽ cùng em cùng đi chung con đường tương lai? Xin hết. Ủa, mới làm gì à? Đọc thơ. Trời ơi, người ta sáng tác bài hát mà ông đọc thơ vậy, anh phải hát chứ. Được không? Không được. Mình phối nhạc luôn. Phối nhạc không được. Không, mấy Tết nay về hai đứa phối nhạc bài đó. Dạ. Rồi tôi thấy ngon rồi nha. Rồi bây giờ chị cho hai bạn một cái khoảng thời gian trò chuyện riêng với nhau, rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn thưởng thức món ăn là há cảo nấm tùng lộ và bánh xếp hẹ chiên của nhà hàng Mr. Lai. Rồi vừa thưởng thức món ăn ngon ha, vừa tâm sự với nhau ha. 5 phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. Anh ở dưới anh tự làm hả? Tự mình làm. Anh đi làm thì về có mẹ nấu hết à. Bây giờ anh ở chung với cha mẹ vậy à, anh làm con anh giờ. Nếu sau này mình quen nhau thì con anh sẽ ở với ai? Không, ở với mẹ nó. Ở với mẹ? Dạ. Dạ anh có ngại vấn đề con chung, con riêng không? Không, bình thường. Tại mình lỡ giỡn một lần rồi mà. Dạ. Dạ. Thế dụ mà sau này con em ở chung gia đình anh, nếu mà gia đình anh có thương không? Thì phải thương chứ, tại vì lỡ giỡn rồi phải thương mẹ, phải thương con luôn con chứ. Dạ. Tại vì bây giờ em chủ yếu là tìm một người có thể thương mẹ con em suốt đời được. Dạ. Giàu nghèo thì không có thành vấn đề nữa, nhưng mà quan trọng là phải thương yêu mẹ con em, đừng có khi dễ mẹ con em giống như lần trước. Anh thì bình thường làm chứ đâu có khi dễ gì đâu. Dạ. Em hy vọng là sẽ được như vậy. Anh cũng hy vọng là được, cũng được anh bấm nút. Anh ăn thấy ngon? Ngon. Em thấy nào? Em thấy món này đã ăn không biết ngon sao luôn. Bây giờ em đi lên với ai? Em lên với mẹ. Với mẹ à? Bữa nay tính dẫn con theo nữa nhưng mà con nó mất thi không có dẫn. Anh đi với ai? Đi mình.
Riêng mình à, mẹ bận rồi. Anh thấy em sao? Đẹp mà, đẹp. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dạ, em thì nói chung được cái đó. Em thấy anh thế nào? Cũng được. Dạ. Tại vì cái điều kiện của em cũng không có quan trọng nên không có sao hết. Thì làm thì bình thường, nói chung là làm cũng đủ sống. Làm thì thời gian rảnh thì làm thêm, đi làm cho người ta. Nói chung là đủ làm có sống. Giống như bên em hay làm nhiều ăn nhiều à. Rồi như là dư giả thì cũng như là có đủ ăn thôi chứ không có dư. Nói chung đủ ăn là được rồi, đâu cần phải dư. Tại vì có mình em rồi, em say nên cũng hơi ngán. Và thời gian làm thế nào? Thời gian sao? Làm sao? Dạ, em thì thoải mái trong tuần luôn. Tại vì em bán cao lắm, làm 1 giờ là em về. À. Buổi chiều em rảnh. Em chỉ ở làm công ty nhà nữa thôi. Rồi mấy mốt gì nếu về cho nghỉ bán số đi làm Thanh Long được không? Sợ em làm dở là không chịu á. Có gì đâu thì chỉ từ từ biết thôi. Dạ. Nói chung là làm công chuyện gì em cũng có thể làm hết. Nhưng mà quan trọng là làm dở thôi chứ em cũng không có khéo. Dạ. Thì chỉ từ từ, người mới cũng vậy, chỉ từ từ mới biết làm. Dạ, làm không có khéo gì người ta. Dạ. Thì từ từ rồi cũng biết à. Dạ. Ai mới cũng vậy, mới thì đâu biết. Sao nãy giờ có ăn miếng nào không? Dạ có ăn chị. Có ăn ngon không? Ngon. Em ăn mấy món này lần nào chưa? Chưa. Dưới quê làm gì có đúng không? Dạ. Dưới quê làm gì có, lâu lâu có dịp lên đây chút xíu bấm nút hẹn hò là hai người ra ngoài ăn tiếp rồi đi chơi đi coi phim nữa. Dạ. Rồi mới về. Ủa lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Em lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Rồi định chừng nào về? Dạ đi chơi chút xíu về. Dạ. Tại vì Sài Gòn em không rành. Em có hay lên Sài Gòn không? Dạ không. Trời ơi, vậy hai đứa cùng chung cảnh ngộ rồi, lát nắm thay nhau đi tung tăng ở đây á, là ban đêm là phố đi bộ. Nếu mà ở là chơi ban đêm mà tối tối về là vui lắm, ở đây tối vui dữ lắm luôn. Đó, rất là đi vui. Đi xe buýt thì sao đi về được chứ? Đi xe buýt sao về được hả? Ủa em lên đây bằng gì? Đi xe máy. Đó, đi xe máy ra kiếm mua cái nón bảo hiểm nữa rồi đưa bà em về. Nãy giờ bàn chuyện được nhiều chưa? Dạ cũng sơ sơ. Thấy hợp không? Dạ thấy cũng được hợp. Lần đầu tiên khi mà nãy chị Tường mới vừa mở cửa cho team này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Hạnh phúc. Còn em? Dạ cũng như thế. Em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Dễ thương à. Nhưng mà cổ em nãy em có nghe hoàn cảnh cổ chia sẻ không? Dạ có nghe. Rồi cổ gãy đổ là gì á, là bên nhà trai á, bên chồng á là chê gia đình cổ là nghèo. Mình phải tính trước suy nghĩ coi mình có chê không. Dạ em không có chê. Đó, nói chung chứ, là chịu làm mà được. Chịu làm chứ để mình lấy nhau về rồi á, rồi không có cộng đa, không có đồng cam cộng khổ. Rồi chia tay nhau nữa là khổ lắm, hai người đã gãy đổ một lần rồi. Đúng không? Chứ bây dạ, giờ lấy dạ. nhau rồi mà để gãy đổ nữa thì là không có nên. Dạ, tội còn con lỡ, cái nữa. Lỡ đổ một lần rồi. Đúng rồi. Không có dám đổ lần thứ hai. Rồi thí dụ về của về nhà em. Đó là đem theo nhỏ về ở chung. Dạ. Rồi ở nhà ba mẹ em có ý kiến gì không? Chắc không có ý kiến gì đâu. Để con nít nó ngoan à, mình người lớn mình thương nó thương lại. Muốn đẻ con nữa không? Dạ chắc muốn đẻ. Mấy đứa nữa? Thì đứa hai gì cũng được. Đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi đem cổ về thì bây giờ là cho cổ đi làm tiếp. Hay là muốn cô ở nhà đi theo làm theo chúng em cũng được. Rồi thí dụ như cô về nhà bên em rồi cô muốn đi bán vé số tiếp được không? Dạ, muốn thì cũng được mà chắc em vẫn đi làm chung luôn. Cho nó tiền. Sao em thấy sao? Được. Chị nghĩ cũng thôi, đi bán kia cũng cực quá, em nắng gió là hư da mặt. Mà sao cô này cô đi bán cả chục năm mà cái mặt cô cũng đẹp quá trời ha, da dẻ mịn màng ha, hay thiệt luôn. Ta đi ngoài chợ gì nắng nôi là hư không da. Không có xài son phấn giống như người ta để tự nhiên hả? Đẹp không? Thấy cổ đẹp không? Dạ đẹp. Mà công nhận không? Đi bán ở ngoài chợ vậy mà mặt mày đẹp ghê luôn á. Thôi giờ về phụ chồng Thanh Long nha. Rồi thu hoạch có bàn tay người phụ nữ vô, biết đâu mình nó khá hơn. Ủ đất còn dư không? Mình nhân ra dụ 200, mình nhân ra 250-300. Dạ được. Còn không? Còn. Còn đất phải không? Mà tại không có người trồng đúng không? Dạ không có người phụ. Rồi, thấy chị thấy là ổn rồi đó. Bây giờ trên tay chị Tường có mấy lá bài của chương trình ha. Trong này có những cái lá thăm, mình sẽ bóc những rồi mình đọc lớn lên những cái yêu cầu trong này. Rồi mình thể thực hiện những cái yêu cầu trong này. Thứ nhất là cho nó vui, thứ hai là cho hai bạn gần gũi với nhau hơn. Rồi, mời em, ưu tiên em gái bóc trước. Rồi, đọc lớn lên đi cưng. Hãy làm theo yêu cầu bất kỳ của đối phương trừ hát. Bây giờ em muốn ảnh làm gì? Không biết. Anh có thể làm trò gì vui vui không? Đâu có gì có biết làm gì đâu vui. Thì em yêu cầu người ta làm gì người ta làm cái đó. Cái này em có quyền mà. Thục dầu, anh hít đất, anh trồng cây chuối. Em muốn anh làm gì anh làm cái đó, nó là bắt buộc mà. Vậy giờ anh làm chú Hề đi. Chú Hề sao làm được?
Chú Huệ phải sẽ phân diện phấn lên mới được. Nhìn mà anh vui tánh được rồi, cũng thế thành chú Hề được rồi. Anh làm gì mặt mày em làm sao nó hề hề vui vui đó. Hề không? Không kìa. Cái này vậy? Lớn quá. Hả? Chú Hề phải nhỏ, giống như trẻ con á. Lớn à? Ra vậy. Tôi thấy này giống chú Tiểu rồi, sắp tới rồi, sắp tới tôi thấy giống thằng Cùi đó. Bữa nay mà phải trung thu tôi thấy là giống thằng Cùi lắm luôn rồi đó. Đúng không? Rồi bên này bóc lá nữa. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nhìn thẳng vào nhau nói cảm nhận. Rồi mời em qua bên đây. Mình thanh niên mình phải di chuyển chứ. Rồi hai bạn đứng lên đi, ôm nhau 30 giây nha. Rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận với nhau, tiến tới. Rồi ôm đi. Sao rung vậy? Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm người ta ôm phụ nữ, người ta ôm gốc cây thanh long không hà. Rồi cái tướng ống đứng không dám đứng thẳng nghe trời, em làm gì em đứng không cong cong vậy. Rồi nói với nhau luôn đó, đứng đó nói với nhau luôn. Cảm nhận là cảm nhận là hồi hộp và rung. Em thấy anh rung quá trời luôn. Tại lâu quá không ôm mình rung. Em thấy anh bình thường chút nữa là anh vui tính được. Dạ. Nói chung là mơ lâu quá là rung, cảm thấy là rung. Dạ, không sao. Từ từ sẽ quen thôi. Từ từ sẽ quen thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Anh có thành tâm là muốn có vợ tiếp không? Muốn. Muốn. Nên vậy hai đứa mình bấm nắp hẹn hò, có nếu có gì thì mình làm sớm sớm cũng được. Dạ. Sớm sớm là bao lâu? 2-3 tháng vậy. Trời đất ơi, rồi ông chuẩn bị gì để đám cưới chưa mà 2-3 tháng? Dạ, dạ có rồi. Rồi chuẩn bị có tiền bạc chưa? Dạ rồi. Rồi phòng ốc rồi có chưa, ở nhà có chưa, có chỗ riêng chưa? Có chỗ riêng. Hợp lý quá. Nếu nhanh vậy là em chịu không? Dạ thì nói chung là do đàn trai quyết định chứ em không quyết định nổi. Rồi dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu mà chúng ta thấy có rung động, có thích cái đối phương thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy ông cái người này đối với mình không có, không phải gu mình, không phải là người mình muốn thì chúng ta không cần bấm. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Giá tỷ nãy cậu không bấm rồi sao? Dạ không bấm thì hơi buồn tí. Buồn ha? Dạ. Nhưng mà thấy cô này hợp với mình không? Dạ. Hợp, chị thấy là hợp. Duyên dáng, hiền lành. Đúng không? Chịu khó. Dạ. Một mình nuôi con, rất là vất vả. Gánh vác với nhau, chia sẻ với nhau nha. Rồi chúc mừng hai bạn. Chị Tường rất vui khi mà ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tại vì cơ bản như Tường nhìn thấy là hai bạn rất là phù hợp nha. Rồi một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Dạ alo, chào chị nhá. Xin chào. Ok. Bây giờ thì chị giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc của mình ạ. はい、今年齢は38歳です。はい、38歳です。chị này tên là Moriyama Ayako. Bạn đến thành phố Hồ Chí Minh là từ tháng 9 năm ngoái, năm nay là bạn 38 tuổi. Hay. Bạn này rồi, vâng, vậy thì cái điểm mạnh điểm yếu của chị ấy, cái điểm mạnh điểm yếu của chị là gì ạ?
長所とか短所。長所、はい。長所、そうですね。長所は、記憶。ストロングマン。長所は、いつも穏やかです。はい。そうです。え？はい。ちょっと。ちょっともうちょっと長い。いつも割とニコニコしてます。Bạn này á, điểm mạnh á, là một người phụ nữ rất là một người phụ nữ khá là cá tính nhưng mà rất là vui vẻ, mà lúc nào cũng gọi là mỉm cười á, cười lúc nào cũng mỉm cười.短所はですね、時々面倒くさがりになる時があります。Thì cái điểm yếu của bạn thì nói chung là trong công việc thì ví dụ nó mà hơi bận rộn tí xíu thì mình cũng hơi gọi là có cái sự lo lắng tí xíu. オンとオフの切り替えがすごいはっきりしてます。頑張るときはすごい頑張ります。Những cái điểm đó bạn rất là trong công việc và trong ngoài ngoài cuộc sống là mình rất là cố gắng để mà gọi là rạch ròi giữa cuộc sống và công việc. Dạ rồi ạ. Cho em hỏi lại là sinh 38 tuổi là có phải là sinh năm 1985. 1985? Dạ rồi. Vậy thì lý do tại sao mà chị đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại Việt Nam à? Chắc tôi đi nhiều đô xe ベトベムにシェアさせてください。そうですね。恋人とか、結婚を考える年齢になって、結婚したいっていうので、なかなか仕事が忙しくて、ちょっとで、人と出会う、時間がね、あんまりなかったりするので、ちょっとぜひこの機会に素敵なベトナム男性と知り合いたいなと思いました。Thì thực ra thì đối với người Nhật á, thì công việc mà quá bận rộn, và năm nay cũng lớn tuổi á, cho nên là không có thời gian mà hẹn hò, cho nên mình tham gia cái game này là để có thể là có cơ hội để mà tìm được đối tượng, với lại là cũng muốn là tìm hiểu và kết hôn với người Việt Nam mình. Dạ vâng ạ. Rồi vậy là chị muốn kết hôn là không phải với người Nhật mà muốn kết hôn là với người Việt Nam mình ạ? Là そうですね。いい人が来たら、ぜひ。Nếu mà mình có được cái đối tượng mà cảm thấy phù hợp và tốt á, thì sẽ tiến tới hôn nhân. Dạ vâng. Dạ vâng. Chị là qua bên Việt Nam là mấy năm rồi và chị muốn gắn bó ở bên hàng Việt Nam luôn đúng không ạ? Alo, Việt Nam mô ni kính chào kim mas. Mình có suy ra mẹ ta nó là kiểu này mà cực kỳ. Nhưng mà số hai đẹp thì mình Việt Nam mô đi suy nghĩ tại vì sao? So, ですね。今のところはそれを考えてるんです。Thì chị này chị đến Việt Nam mình từ tháng 9 năm ngoái. Thì nói chung là chị đối với công việc hiện tại là chị là muốn gắn bó lâu dài ở Việt Nam mình luôn á. Dạ Dạ, dạ rồi, cho em hỏi chút xíu về công việc, chi tiết về công việc của chị hiện tại của chị nhỉ? Và chị đang làm công việc ở đâu á? Bên làm sinh vô phó, chứ không phải chị mình sẽ chọn. Tại sao sạch đi qua đồ phố của chúng ta? Tôi nghĩ là một sự vật là sẽ sẽ tay tôi yêu mà体とか体の悪いところを治していく治療をしています。その治療を、あとは、その治療できるベトナム人を育てるという仕事を今しています。で、今働いている場所は、サンクの、場所、森林料理のクリニックになります。
Thì hiện tại công việc hiện tại của Mori là bác sĩ trị liệu về dạng như là nó giống như vật lý trị liệu mà gọi là chuyên môn cho người Nhật và người Việt Nam. Gọi là bác sĩ trị liệu này có nghĩa là Nhật nó có những cái trị liệu đặc biệt, ví dụ như là hiện tại chị đang là take care cái câu lạc bộ bóng đá của thành phố Hồ Chí Minh mình á, những cầu thủ mà bị chấn thương khi mà thi đấu á, thì thay vì mình phẫu thuật này nọ thì nó rất là mất thời gian, nhưng mà Nhật nó sẽ có những cái gel để mà luyện, gọi là sao, chữa trị riêng biệt cho cái những cầu thủ đó để người ta có thể quay lại trận đấu sớm. Thì bên cái chỗ chị làm là làm những việc như thế, gọi là bác sĩ trị liệu. Và cái địa chỉ làm việc là ở 107 Trương Định, quận 3, gọi là EC Medical Clinic, nó là nghiêng về gọi là y tế. Hay. Dạ vâng Dạ rồi, bây giờ thì chị cho em về cái mẫu người lý tưởng của mình nhá, bắt đầu là từ ngoại hình cho tới tính cách. Dạ. Em mà chắc tôi ăn ngồi số ai ngồi ai kể vào em đang đi tổ và trong hồ sơ để ra để xin ra ra tổng trai rồi xin ô tô tôi phải xin ô tô tôi phải hỏi phụ mẹ tôi vì ta mẹ không làm việc tổ bác sĩ cả thay khai hồ như thế này của trực thăng và sẽ này thay hồ nên này xin các cô này xin xin các cô xin các cô vâng để họ chỉ vấn đề đi đâu ra cũng là để khi này là nó chỉ đi tới cái cái đó để nó ta lại cô ta lại nó ý kiến tập sự vô tập cô xây tăng sống cho để khi hay xe ai được sửa làm được này相手の仕事、すごく趣味、はい、仕事は何でもいいんですけど、まあ、自分の仕事が好きな人がいいです。Rồi, chị này á thì thực ra là bản thân chị á là một con người gọi là cũng gọi là cái hình dáng bên ngoài á, chị khá là gọi là sport, tức là mình gọi là sao ta, là thể thao á, cho nên là nếu mà có được đối tượng mà có thể hình cao ráo chắc nịch gọi là chắc chắn gọi là sao ta body Tám nói hiểu chung rồi, là năng thể tính thao. tí à, tại vì chắc có thể là chỉ làm việc với cầu thủ nhiều quá hay sao thì chỉ là nói chung là đối tượng được như vậy thì chị cảm thấy là mình rất nhiều hài lòng. Còn về mà cái nguyện vọng của chị về đối tượng á là ví dụ như là sau này nếu mà là một người giống như tôn trọng ý kiến lẫn nhau giữa hai người đó, lắng nghe ý kiến và tôn trọng lẫn nhau và nói chung là vui vẻ hỗ trợ lẫn nhau. Còn về mà công việc á thì công việc mà người ta thích là được thôi, chứ chị không có mình không có chọn lựa là người ta phải làm cái gì cái gì, đó là do ý thức của người ta. Nhưng mà tại vì chắc tôi không biết về tính cách của người Việt Nam mình lắm, cho nên nếu mà được một người dễ tính thì chỉ vui hơn. Dạ vâng. Dạ vâng, bây giờ thì sẽ tới là nếu mà cái bạn trai đấy là cái người mà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần thì chị có cảm thấy vui không? Tôi bảo ngay từ hôm đi tôi sắp tôi cần đề bảo thế đó chúng ta có thể kinh sinh này để hai người thì chị nói là cũng không có vấn đề gì, chị không có giống như mình không có để ý đến cái chuyện của người ta đúng Là vâng, nhưng mà nếu mà bây giờ là chàng trai đó mà đổ vỡ hôn nhân ấy mà có một hai đứa con thì chẳng hạn ấy thì chị cảm thấy sao? còn tôi thả đi thôi tên là cô đồng hồ là đi là tên bao nhiêu tuổi chúng nó chúng nó có nói tôi là tôi muốn sẽ cái gì service anh chị nói chuyện là chút tôi xin phải đâu này thì chị nói là ví dụ như nếu mà cái đứa con nó sống với lại bố
thì chị cũng hơi lo lắng tại vì mình không có thể giao tiếp được tiếng Việt với lại đứa bé đó. Cũng có Dạ khi nào để học viên trả lời hồ chắc là không biết chắc chồng và nữ trợ cô đây này coi sổ bây giờ tại vì ấy, bản thân chị này là rất là thích chơi trẻ con nhưng Dạ mà đối với người Việt Nam thì chị không có giao tiếp được thì chị cảm thấy rất là tội nghiệp cho em bé và nói chung là mình không có nói chuyện được với đứa bé thì không biết Dạ là như thế nào hơn. Dạ rồi, em Đó. hiểu. Dạ. Rồi, ok. Mà chị ấy hát Chị có được không, hoặc là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không chị nhỉ? show me one of the spots without the water. Xin được live live そうですね。運動、スポーツ好きですね。見るのも好きだし、今もトレーニングしてるので、体を動かすのも好きです。Chị thích là âm nhạc nhưng mà chị này không hát được tại vì chị chỉ nghe thôi. Còn thứ hai nữa là chị thích về thể thao thì có thể là công việc của chị này liên quan đến thể thao cho nên chị thích rất là thích vận động. Dạ vâng. Dạ rồi, Dạ ok, rồi, cảm ơn chị. ok. Thì ngày hôm nay là Thì cái ngày buổi hôm nay phỏng là vấn rất là quen cái quen trước. Nếu xuống mà xuống tìm được cái đối phải tượng mà phù hợp theo một hai những cái tiêu chí như chị vừa liệt kê với em á, thì em bên em sẽ làm tiếp tục có một biên tập làm nội dung trực tiếp với chị. Có thể là lúc đấy là làm nội dung trực tiếp hoặc là lại offline như thế này với chị một buổi nữa nhá. Nhưng mà phải Dạ tìm được cái đối tượng phù hợp với chị đã. Dạ. Em rất Dạ cảm ơn chị buổi mặt hôm nay ạ. À,今日は、どうもありがとうございました。相手には、親御さんに会ったら、すぐご連絡、また、多分1回にミーティングで、会議ミーティングしたので、ぜひ、お願いします。nhất định là chị sẽ tham gia. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ, chị tại đây hơn hả? Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc. Dạ, mời chị nhé, chị cứ tự tự chủ động giới thiệu ạ. Mình đây tên đấy, tên thì là Lê Thị Thanh Tân, sinh năm 1973, Rồi. quê quán thì ở Văn Giang Hưng Yên, thì gia đình thì sinh sống ở trên Tuyên Quang, còn hiện tại bây giờ thì mình đang sống ở Hà Nội. Đúng Rồi. không? Công việc của chị Thanh Tân là gì? Công việc của chị á? Chị năm kế toán. Hiện tại chị còn vẫn đang làm kế toán đúng không? Vâng. Chị làm kế toán cho công ty nào? Làm toàn doanh nghiệp thôi. Làm kế toán cho doanh nghiệp. Hiện tại là doanh nghiệp của chị là doanh nghiệp như nào? Doanh nghiệp của chị về nói chung là chị làm nhiều chỗ cho nên là cũng không diễn tả được hết cái thể loại nào thì thể loại đó thôi. Rồi, chị ơi, chương trình của em ở là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chị có sắp xếp công việc để bay vào trong này tham gia không? Nếu như mà có thì phải cho lịch trước thì mới biết đường chứ còn đột xuất thì chắc không 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 được, phải cho lịch trước. Dạ vâng, cho lịch trước chị là cho lịch khoảng bao lâu? Cho chị ngoài Tết đi. Vâng, nhưng mà báo cho chị thì bọn em sẽ báo trước là bao nhiêu lâu á? Báo trước khoảng 1 tháng. Báo trước 1 tháng à? Vâng. Báo trước tuần thôi chứ không, tại vì bây giờ tìm người phù hợp phát là phải báo chị luôn. Thì đã biết thế nào mà phù hợp, tưởng là phải thông tin với nhau thế nào chi làm gì đã biết thế nào phù Dạ hợp. vâng, chương trình là phải lên trên quay hình gặp cái người bạn trai đó chứ không có cho nhau thông tin trước, cái đấy là không đúng. Ví dụ chẳng hạn đấy, hôm nay anh gặp bên mình đấy biết mình là như thế thì xong là hỏi một đối tác nào đó thì biết về đối tác đấy thì xong là cũng lại truyền qua truyền lại với nhau xem thế nào thế trai thì mới biết được là như thế nào. Chị ơi, bây giờ là như thế này này, cái lịch của mọi người á, có nghĩa là bây giờ tụi em cố gắng tụi em tìm kiếm những cái người phù hợp với lại các khách mời tham gia chương trình,
Nhưng mà một tháng nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi, ví dụ như về thời gian, về khoảng cách của mọi người. Cái ở đây bọn em muốn hỏi là khi mà chị có đã có thực sự chị có nhu cầu và chị có thể sắp xếp công việc để chị bay vào trong Sài Gòn để chị tham gia chưa? Tại vì đa số như bọn em chốt được lịch với khách mời, bọn em chỉ chốt được tối đa là một tuần thôi. Rồi, thế nhưng mà ý đang nói là ví dụ chẳng hạn mà bạn bảo là mình vào đó xong là để xem gặp một ai đó thì phải xem cái người đó nó như thế nào, thì có gặp hay không gặp. Không, tức là chúng em sẽ chỉ có để cho các bạn gặp nhau tại sân khấu của chương trình Bảo Mẫu Hẹn Hò thôi, mình không có gặp trước và mình ghi hình sau. Thế thì mình phải Nói chung biết là được, được ăn cả ngã về không. còn cái người mà không đáng gặp thì gặp làm gì cho mất việc của tất cả mọi người ra. Thì bây giờ bọn em mới hỏi chị này, bọn em chương trình của bọn em là chương trình mai mối thực tế, bọn em không có cho nhân vật biết trước thông tin của đối phương. Tại vì nó là chương trình mai mối thực tế. Mà biết được người ta là ai đúng không? Thì bây giờ Thế chị đưa ra yêu cầu tiêu chí của chị. Bây giờ tụi em có hai cái cần chị xác nhận. Một á, là chị có thể vào Sài Gòn để chị tham gia chương trình hay không. Nếu như chị có thể sắp xếp công việc chị vào Sài Gòn chị tham gia chương trình được, thì chị đưa ra cái tiêu chí lựa chọn bạn trai của chị. Chương trình sẽ dựa vào đó để chương trình tìm kiếm một người phù hợp với chị. Nhưng cái mà chương trình đảm bảo cho chị nó chỉ rơi vào mức độ khoảng là 60% thôi. 60% ở đây là cái mà ban biên tập nhìn được bằng mắt thường của bọn em. Còn 40% còn lại là cái cảm nhận của hai người khi hai người gặp nhau như thế nào. không, ý mình đang nói là giả sử ví dụ mà theo kiểu kết nối như thế thì phải bây giờ mình ví dụ chẳng hạn trên trang Zalo mình vẫn đang đăng ký đó thì mình sẽ ghi là tiêu chuẩn hoặc là yêu cầu của mình là như A như B như C như thế, nếu như có như vậy thì ghép vào, còn nếu như không có thì thôi, nên chứ bây giờ cứ vu vơ ấy, xong là gặp xong chả giải quyết việc gì thì đi làm gì cho mất việc. Nên thế thì chị không có sẵn sàng để chị tham gia chương trình đúng không ạ? Có nghĩa là cũng có sẵn sàng, thế nhưng mà nó phải theo một cái kiểu gì đó chứ không phải theo kiểu Thì như bởi vậy kiểu tụi em mới đang phỏng vấn chị để chị đưa ra tiêu chí để bọn em chọn người cho chị này. đấy. Nếu như Nhưng mà chẳng tiêu hạn chí ở theo kiểu tiêu chí mà chị muốn là thế nào thế kia mà bên em cũng có bảo chị là đấy có người nọ người kia như thế thì xong mà để chị còn được biết là như vậy thì lúc đấy thì mình gặp mặt, chứ nếu không gặp làm gì cho nó mất việc ra ở đây ý vậy. À, dạ rồi. Em nói rõ cái này để mình hiểu nha chị ơi. Có nghĩa là cái phù hợp ở đây á, là bên em có một ban tổ chức chương trình, tụi em sẽ phải họp với nhau dựa trên các tiêu chí của cả hai bên đưa ra. Và cái gì nhận cái sự hợp ở đây là ban biên tập người ta nhìn thấy người ta hợp, chứ tụi em sẽ không cung cấp thông tin cho chị trước. Thế thì làm thế nào để biết được tiêu chí chị cần như thế nào? Chị nói đi, bây giờ chị nói tiêu chí của chị đi. Nói làm sao mà nhớ được, phải ghi chép còn chả nhớ được nữa là nói. Trời ơi, tụi em đang phỏng vấn chị và tụi em đang ghi lại thông tin của chị mà. Tụi em đang ghi lại thông tin của chị để tụi em match chị với lại đàn trai bên kia mà. Tóm lại là với cái thông tin của chị, thông tin cá nhân của chị thì em biết rồi đúng không? Không, tụi em chưa biết gì đâu chị ơi, cái đấy là cái thông tin là chị ghi trên giấy trên trên file thôi, còn tụi em đang muốn chị chia sẻ để xem cái cách chia sẻ của chị như thế nào. Là kể cả là tiêu chí hay như thế nào đó chị sẽ ghi trên một cái tờ giấy đó chị gửi bọn em, cho bọn em dựa trên đó bọn em tìm tờ giúp chị thôi, chứ còn chị nói trên câu chữ câu nói trên như này thì nó cũng khó em ạ. Dạ rồi, ok chị, thế thì chị cứ gửi lại thông tin đi nhá. Nhưng mà nói chung chung thì thực ra là nói là cái kiểu mà như chị đang nói là hiếm khó đấy, cho nên là chị mới ế bền vững, chứ còn nó mà đơn giản thì chị không ế. Cho nên nó khó. Dạ rồi, ok chị, rồi vậy thì chị có thông tin gì thì chị cứ gửi lại cho chương trình ha. Có Thế người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với chị nha. gửi lại theo ai, theo 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 cái nguồn nào được? Chị đăng ký bằng nguồn nào thì chị gửi theo thông tin theo nguồn đó nhé. Chị đăng ký qua Zalo thì chị gửi qua Zalo, mà chị đăng ký qua email thì chị gửi qua email ạ. Thế cho nên là thực ra mà nói mình cũng chưa biết là các bạn làm việc theo kiểu như nào, chứ còn nếu mà quả thật mà làm việc theo kiểu như bạn vừa nói như thế thì mình thấy nó cũng không có một cái gì để mà mang tính chất nghiêm túc cả, mà chỉ là cái Chị chuyện ơi, nào. tụi em là chương trình mai mối nghiêm túc và rất nhiều cặp đôi họ đã kết hôn với nhau sau khi họ tham gia chương trình rồi. Nếu mà nó Chúng nghiêm em, túc bọn em là chương trình bạn muốn hẹn hò của anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, rất là nhiều cặp đôi họ đã kết đôi với nhau rồi nha chị. theo như tôi hiểu là nếu mà nghiêm túc thì phải là người thật việc thật,
chứ còn cứ nói trên lời nói với này như thế mà cũng không 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 biết người ta là ai thì có khi cũng khó. Sao chị ha, bây giờ nếu như chị không không có, tức là bây giờ em đại diện của team team tập Bạn Muốn Hẹn Hò, em nói lại với chị một điều nữa là chương trình bọn em là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phát sóng trên HTV, tụi em sẽ ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chị sắp xếp được công việc chị vào tham gia chương trình thì tụi em sẽ tìm kiếm người phù hợp cho chị. Còn nếu như chị cảm thấy là chị không sắp xếp được thời gian và chị cảm thấy là nó hơi bị hoang mang so với chị thì chị cũng có quyền từ chối chương trình bọn em. Thì đấy, thì đang nói chuyện để biết xem là cái cách tổ chức của các em như thế nào. Nếu như nó phù hợp được thì chị cũng tham gia. Còn theo buổi bây giờ các em bảo cứ nói vài câu thì là bố trí để cho gặp thì những cái cách đó cũng không giải quyết được gì. Dạ rồi, vậy chị cứ cân nhắc đi, xong rồi nếu mà chị cần thông tin gì hay là chị cần liên lạc gì thì chị cứ nhắn lại cho chương trình nha. Rồi, thế thì cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình nha, có gì mà mình cần thì mình hỏi, đúng không? Như tạm biệt nha. Rồi, chào chị nha. Ôi, cảm ơn.